Các bạn này, đây là một cái cách để làm có thu tiền tỷ cho bưởi đặc sản này. Sau khi thu hoạch này các bạn này, đất phải xới, bón phân, sau đấy là rửa cây xong mới quét vôi. Rửa cây cho hết các cái bám muội rồi các cái con bệnh giật sáp nó bám trên cây, rửa sạch cây các bạn. Đó là rửa sạch cây xong rồi nước chảy xuống dưới là nó đủ tan cho phân ăn luôn. Đấy các bạn nhìn, rửa tận lá luôn. Đấy. Làm vườn là phải khoa học đấy các bạn. Bạn dùng máy các ông công suất lớn để rửa cây như rửa xe máy ấy. Đấy. Lá các con bệnh là rơi xuống hết luôn. Làm cho cây sạch sẽ. Sau rồi đầu mới là quét vôi. Đầu tiên là tỉa cây này. Các bạn nhìn này, xới vườn này. Xới vườn cho tơi xốp đất sau một năm nó đi lại nó nì đất này và phá váng. Bón phân gà ném lân này các bạn. Ném lân. Đó, sau đó là rửa cây này. Sau đấy là công nghệ cuối cùng là quét vôi để diệt khuẩn tất cuối cùng. Đó là chăm bón rất quan trọng, lúc sau khi cây thu hoạch là cây nó mệt. Nó nuôi quả nhiều quá là cây nó yếu, giờ phải chăm sóc nó, bồi bổ cho nó. Và làm sạch, tắm cho cây ăn Tết luôn. Các bạn, đấy, nhà ai cũng phải làm công đoạn này hết cả, khu vực tôi là đều học lẫn nhau. Nhà lọ, nhà kia đều học công nghệ lẫn nhau hết. Không có máy thì mượn của nhau và có thể là mỗi nhà có một cái để phục vụ. Đấy các bạn nhé. Làm cây sạch sẽ hết luôn, không còn cái gì bám trên cây nữa, từ các cái bụi đen này, không có thuốc nào cả. Sau đấy người ta ném vôi bột xuống thì tất cả con vi khuẩn vi trùng mà rơi xuống dưới thì sát trùng hết. Đấy, ném vôi bột lên là cây diệt khuẩn hết. Và quét vôi, ném vôi bột. Vôi bột thì các bạn nhớ là các bạn đừng có bón nhiều quá là cây nó sẽ nhạt quả các bạn nhé. Các bạn xem video tôi nói là vôi bột các bạn chỉ diệt khuẩn để kích thích rễ nó ra, sau khi bị mưa lũ là nó rễ tôm nó hỏng thì bón vôi vào để nó đất nó đỡ trung hòa, đỡ bưởi nó được ngọt hơn thôi, nhưng mà bón nhiều quá nó lại nhạt. Đỡ chua đất thì bón vôi để cho nó đỡ chua đất thôi, không bón nhiều quá không tốt các bạn nhé. Một cây chỉ bón một cân vôi thôi, không cần nhiều, té chung quanh hết chung quanh đất. Sau khi mình ném phân gà vào té là diệt cả khuẩn luôn, các con bệnh ở trên cây xuống là nó sạch hết đất này. Đấy, làm công nghệ làm vườn là phải như thế các bạn nhé, khoa học kinh nghiệm. Đây là vườn thằng em công cộng làm này, cắt tỉa hết những cành sâu để nuôi những cành khác, vừa thoáng vừa nuôi cành mới để cho nó có một cái cây sức sống mới, chứ cành già quá nó không, nó bị là già quá thì quả nó sẽ kém các bạn. Phải có những cành tơ để nó có cái nực, cho nên phải cắt vào những cành sâu để đẩy các cây mầm tới mùa xuân này các bạn. Tại sao làm là như vậy, cành nó yếu quá rồi phải cắt bỏ để nó nuôi nó không có quả hoặc quả nó không chất lượng. Phải làm tỉa tót sạch sẽ này, xong rồi rửa cây sạch sẽ, rửa xong rồi là quét vôi này, ném vôi bột để sát khuẩn tất cả những con bệnh tật mà nó rơi xuống sau khi rửa hoặc là một năm nó ẩm ướt nó cây nó hỏng. Đây mình đang đi cũng đi làm đồng, như thấy thằng em làm mình cũng làm cái video luôn, còn nhà mình thì phải một hai hôm nữa mới tưới được vì đang còn đang xới vườn. Đây nhà em ấy là chảy trước bán trước nên là đang làm trước. Đây, tặng các bạn các cái video kinh nghiệm là làm sao cây bưởi đặc sản thượng mỗ tôm vàng mà giá trị kinh tế cao là phải làm như thế này, những công đoạn này, hoặc bưởi diễn cũng vậy các bạn nhé. Đấy, phải làm môi trường, phải làm cây cho sạch, tắm cho cây thật sạch thế này, chứ không phải tự nhiên là có những quả bưởi ngọt đẹp vàng hay là có những trái ngọt hay là sai quả đâu các bạn. Sau đấy có hoa rồi còn nhiều cái vấn đề phải làm đấy, phải chăm sóc và làm nào để đậu quả nữa. Đây là làm công đoạn sau khi thu hoạch, tỉa tót này, tỉa cây rồi tỉa cho thoáng này, cắt những cành thăm cành sâu này, xới đất cho tơi xốp này, phá váng này, bón phân gà, bón phân chim, bón nân các bạn nhé. Đấy, bây giờ là rửa cây, sau đấy là quét vôi, bởi vì rửa xong sạch thì quét vôi nó mới ăn. Nhưng các bạn nhớ là quét vôi ta đừng quét là đậm quá, quét đậm quá thì cái vỏ cây bưởi nó sẽ bị co lứt nứt vỏ, nên là cái tỷ lệ ta chỉ hòa nhạt thôi, nó cũng diệt khuẩn được rồi. Chứ các bạn mà co pha đặc quá thì quét trông nó đặc nhanh nhưng mà cây vỏ bưởi nó sẽ bị co lứt vỏ bưởi, thì con vi khuẩn nó lại nhiễm vào trong năm. Thế nên cái lượng vôi quét chúng ta cũng không nên quét đậm quá các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này, làm vườn là phải khoa học và kinh nghiệm. Các bạn cũng nên tìm những người nông dân họ thành công thì các bạn học được hỏi lẫn nhau, chứ nhiều người ta cũng chả bảo mình đâu. Nên các bạn phải nên chia sẻ để mọi người đều làm tốt và được mùa, và làm sao giá nó ngọt thì mọi người đều thu hoạch có kết quả và cái thị trường nó tiêu thụ tốt hơn. Nếu các bạn mà bưởi nhạt thì thị trường nó cũng sẽ không tiêu thụ, những bưởi vườn bưởi ngon có ảnh hưởng. Cho nên khi chúng ta đều làm tốt thì cái quả bưởi nó đắt, sẽ có thể bán hoặc xuất khẩu.
thì giá thành nó sẽ cao, người nông dân rất vất vả. Nên các bạn phải làm phải khoa học. Các bạn nhìn đấy, lúc này là cần phải tưới để cho tưới, tức là rửa cây nhưng mà cũng là tưới luôn để cho cây nó có được nước, nước để nó hút thức ăn lên để cho nó hồi cây. Và các bạn nhớ lên khi bón này cây già là các bạn mỗi một phải các bạn nên bón khoảng 2 lạng đạm nữa để cho hồi sức cây, sau khi hoa có lộc non thì các bạn phải cần có đạm cho cây nó phát triển hoặc lộc nó phát triển, hoa nó lớn. Các bạn thấy đấy, phải rửa này, rửa xong cái là 1-2 hôm sau là ráo là xử lý quét vôi các bạn nhé. Quét vôi các bạn nhớ là quét vôi nước vôi nó vừa phải thôi, đừng dùng vôi đặc quá là cái da cái vỏ cây bưởi nó sẽ nứt, nứt sẽ các con côn trùng các con sâu bệnh nó sẽ nó nơi hang hốc nó để đẻ trứng vào đấy. Nhưng còn xét tóc ấy, nó đẻ trứng mà nó gây đục thân, nên các bạn phải đừng để vết. Và phải làm vệ sinh sạch này thì quét vôi thì các con vi trùng vi khuẩn hoặc là con xét tóc nó đậu nó đẻ trứng vào nó sẽ bị ung trứng. Gốc cây cũng phải ném vôi để cho diệt các những con vẩn khuẩn như vậy. Nhưng lượng vôi các bạn cũng không nên xử lý nhiều quá, vôi mà bón nhiều quá thì quả bưởi nó cũng không ngọt đâu các bạn nhé. Các bạn đừng có dùng cứ nghĩ cái dùng vôi là tốt tất cả đâu. Chúng ta phải làm thật khoa học, bón cái gì vừa đủ. Đấy, chào các bạn nhé. Các bạn đến kênh của mình, các bạn thấy hay đăng ký chia sẻ để mình làm nhiều cái clip phục vụ cho tất cả mọi người trong cuộc sống này để tốt đẹp hơn. Cảm ơn em nhé.